Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nghinh Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682. Hôm nay tôi sẽ review cho quý vị và các bạn cùng tham quan dự án khu dân cư cán bộ chiến sĩ Long Thới, Bộ Công an. Dự án khu dân cư cán bộ chiến sĩ Bộ Công an được nằm tại trung tâm xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Về xung quanh của dự án thì giáp danh với khu dân cư 512 Nguyễn Văn Tạo, khu dân cư Sơn Nghèo, khu dân cư 274, khu dân cư Hòa Bình. Và từ vị trí này ra vào tới cụm cảng quốc tế Hiệp Phước 1 km. Khu dân cư này được view sông Kinh. Sông Kinh này được lưu thông ra sông Xoài Rạp và sông Cần Giuộc đi về các nơi. Về giá đầu tư hiện tại có giá dao động từ 20 triệu. Hiện tại bây giờ là thời điểm tháng 7 năm 2021 có giá là 20 triệu. Hiện tại tôi đang ở trục đường Nguyễn Văn Tạo, lối vào cụm cảng quốc tế Hiệp Phước. Đây là lối vào của cụm cảng quốc tế Hiệp Phước. Và phía trước mặt chúng ta ở bên tay trái, đó là trường dạy lái xe Thành Công. Từ vị trí này đi về trung tâm huyện Nhà Bè 3 km. Và đường này đi thông về các hướng. Đây là hẻm 512, đối diện với trường dạy lái xe Thành Công. Đấy, phía trước mặt đó là trường dạy lái xe Thành Công. Hiện hữu hẻm khu dân cư 512. Đây là khu dân cư. Chợ, trường học, siêu thị ở trong khu dân cư đã có sẵn, rất là đông. Lối vào dự án này thì đi qua khu dân cư 512, có lòng lề đường là 20 m. Khu dân cư này thích hợp cho quý vị có nhu cầu đầu tư hay là xây dựng ở. Giá hiện tại rất là tốt. Giá cả tôi sẽ cập nhật vào phần chi tiết mô tả tùy từng thời điểm. Đây là lối vào của dự án cán bộ chiến sĩ Bộ Công an. Từ dự án này đi ra tới trục đường Nguyễn Văn Tạo đúng 200 m. Được thông về các hướng, về Phú Mỹ Hưng, về quận 1, rồi đi về hướng bên kia sẽ đi về Long An, đi về các hướng khác. Khu dân cư cán bộ chiến sĩ Bộ Công an thì nhu cầu khách xây ở thì chưa có thực, chỉ có 1-2 cái căn nhà, thì đó là căn nhà của nhà điều hành và một số căn nhà có nhu cầu mở công ty. Đây là xung quanh của dự án, đường đã chờ sẵn để kết thông về các hướng. Về phía trước mặt đó là sông Kinh, sông rất là lớn. Đây là nhà điều hành của cán bộ chiến sĩ Bộ Công an. Về pháp lý của dự án khu dân cư cán bộ chiến sĩ Bộ Công an
là sổ của chủ đầu tư mình được giữ. Mình xây dựng nhà xong sẽ được hoàn công ra sổ tên riêng. Về những lô ở đây thì đã trải qua rất là nhiều ép rồi, chứ cũng không còn là F1, F2 nữa. Giá hiện tại trong khu vực này có dao động từ 20 triệu. Hiện tại bây giờ giá thấp nhất là 20 triệu một mét. Về trước mặt trục đường này sẽ kết thông ra Nguyễn Văn Tạo, kết thông đường thẳng. Ở khu vực này do nhu cầu người xây dựng ở rất là ít nên để cây cối cỏ mọc rất là tùm, không có được cắt. Khu này được view sông Kinh, đáng để đầu tư. Đấy, quý khách có nhu cầu đầu tư vui lòng liên hệ với Nghinh Bất Động Sản để cập nhật những lô có giá tốt nhất. Ở trong này thì cũng chỉ lác đác vài căn nhà dân ở. Đấy. Còn ngay cổng lối vào thì dân đã ở rất là đông và kín phun. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi những sản phẩm cập nhật. Xin chân thành cảm ơn.